Giờ nào? Rồi, hai các bạn. 0:31 sáng. 0:31 sáng. Giờ này còn quay video nữa nè. Rồi, có một cái chủ đề. Rồi em đọc đi, em đọc chi tiết đi. Ừ rồi. Anh ơi, tại sao trong các bài tập mình phải tăng dần mức tạ trong các hiệp mà không phải hạ dần ạ? Bởi vì em và bạn em đang tranh luận vấn đề này. Theo bạn em thì nó tập khởi động là 80 kg, sau đó nó mới giảm dần, sau đó nó mỏi rồi nó mới giảm dần nha. Còn em thì ngược lại, em khởi động từ mức nhẹ và tăng dần lên 80 kg. Theo anh thì cách nào tốt hơn? Bọn em tập cũng được một thời gian rồi. Cách tập tốt hơn là cách từ nhẹ đến nặng. Bởi vì sao? Cái cách tập mà nặng và hạ tạ dần á, nó đòi hỏi việc á, bạn phải là một người cực kỳ chuyên nghiệp. Sức mạnh của bạn phải rất là lớn, và khả năng kiểm soát và tập trung của bạn phải rất là cao. Nói chung bạn là vận động viên chuyên nghiệp á. Còn bạn mà người tập bình thường á, bạn ăn vua, bạn đua đòi theo cách đó là bạn chết có ngày. Tại vì sao? Một là cơ thể của bạn, quy tắc là cơ thể của bạn nó đang được trạng thái bình thường. Giờ tôi hỏi là có bạn nào mà tự tin mà mới ngủ, đang ngủ, bạn nhờ thử ai đó gọi bạn dậy, dậy, ê mày dậy 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 dậy, rồi ra cái đây tao mày cả đi, vô. Lúc đó bạn làm được luôn, lúc đó cơ bắp, bạn hít xong người bạn xanh sao, mặt mày tái me tái mét liền. Còn trong khi bình thường, nếu bạn đang khởi động kỹ, bạn hít tấp 30 cái được không? Không khó đúng không? Bạn thấy cái sự khác biệt không? Khác biệt ở chỗ vận động viên chuyên nghiệp, người ta có thể khởi động kỹ hay người ta làm những cái kỹ thuật gì đó để mà họ tập từ mức tạ cao xuống thấp. Chúng ta còn có một cách khác, đó gọi là cách tập rope set. Đó là khi mà họ đã tập cả buổi rồi, bây giờ họ tập dồn dập liên tục 80 kg, hồi nãy 10 cái, sau đó bỏ tháo tạ ra 60 kg, đẩy 8 cái, tháo tạ ra 40 kg, đẩy 5 cái hay 10 cái gì đó. Cái cách đó là họ để ép cái khối cơ của họ đạt tới ngưỡng tối đa. Chứ còn bạn mới tập, bắt đầu buổi tập bạn vô bạn chơi kiểu đó là bạn chỉ có nước, là cơ bắp nó chưa khởi động, khối cơ nó chưa làm nóng, các khớp nó chưa được bôi trơn, mình tập kiểu đó là bạn chỉ có chấn thương, bạn tự bạn làm khổ bạn thôi. Và mấy bạn vẫn tập bình thường, tập bình thường đó là nó chưa tới lúc mà nó bị chấn thương, em hiểu không? Hai vấn đề nó khác nhau nha. Tập ẩu nó chưa đến lúc mà nó bị chấn thương thôi. Đó là do bạn có thể bạn còn trẻ, cơ bắp bạn nó còn nhiều chất dịch bôi trơn, thể lực của bạn còn tốt, nhưng đó không phải là cách tập để khoa học. Tập luyện là khoa học để cơ thể chúng ta khỏe hơn, chứ không phải là chúng ta cắm đầu ra tập theo cách của những người chuyên nghiệp, mặc dù chúng ta không phải là người chuyên nghiệp, cái đó mới chết á. Thì mấy bạn muốn trở nên chuyên nghiệp, các bạn muốn trở nên chuyên nghiệp bạn phải đi từng bước, chứ bạn không thể nào bạn nhảy cấp được, đúng không? Giống như là bạn chưa, người ta chưa học toán, chưa học số đếm mà đi học đạo hàm vậy đó, hàm số vậy đó. Đó nên xem lại, còn việc tập từ nhẹ lên cao đó là một cách khoa học và rất là tốt. Bạn mới vô cầm cuộc là nhẹ, có chuyện gì đó bạn làm nóng người, bạn còn kiểm soát được, bạn còn phát hiện ra một điều là hôm nay mình không được khỏe lắm, mình sẽ tập một mức tạ tương đối thôi. Chứ còn mới vô bạn đâu có biết là bữa nay bạn có thật sự bạn khỏe như mọi khi hay không. Vô ơn một tạ nặng thấp rồi căng cơ chấn thương ở nhà, khỏi tập, nghỉ tập, nản, bỏ luôn, cơ bắp xuống luôn, lúc đó hậu quả bạn gánh chịu nha. Rồi kết thúc video đây. Yeah.